Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Quốc Tỏ kéo liên minh trong và ngoài, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa và ai nữa đây? Nguyễn Hòa Bình đáng lẽ ra làm Phó Thủ tướng Thường trực ở đại hội lần thứ 13, vì với Ủy viên Bộ Chính trị thì không thể ngồi ở chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao được. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã bị Trương Hòa Bình cản mũi. Trương Hòa Bình bị rớt Bộ Chính trị nhưng vẫn ngồi lì ở chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, làm Nguyễn Hòa Bình hỏng ăn. Nguyễn Hòa Bình dường như rất hậm hực nhưng không làm gì được cả, vì Trương Hòa Bình sau đó rời sân khấu chính trị. Cú ngáng đường của Trương Hòa Bình giúp cho Phạm Bình Minh chiếm được chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực đầy triển vọng. Nguyễn Hòa Bình đang ngậm bồ hòm làm mọt ngọt lui về ngồi lại chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chiếc ghế mà chỉ có dành cho Ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Nguyễn Hòa Bình cũng đang chờ cơ hội, mà người có cơ hội thì phải liên minh với thế lực đang lên, chứ không thể liên minh với những thế lực sắp hết thời. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, Nguyễn Hòa Bình đánh giá Trần Quốc Tỏ là thế lực sẽ thay thế Tô Lâm trong tương lai gần. Còn Trần Quốc Tỏ thì nhận nhiệm vụ nặng nề của gia tộc là khôi phục quyền lực cho cánh Ninh Bình. Và liên minh được kết hợp để có được sức mạnh vươn lên. Hiện nay Nguyễn Hòa Bình là người bên ngoài, là Ủy viên Bộ Chính trị, đang có triển vọng muốn leo cao hơn. Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đang nắm chiếc ghế Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chiếc ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Nguyễn Trọng Nghĩa lại là Ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Về triển vọng, Nguyễn Hòa Bình đang có triển vọng được bố trí ở vị trí cao hơn vì đang là Ủy viên Bộ Chính trị. Nguyễn Trọng Nghĩa đang giáo diết và vận động để hy vọng rằng vào được Bộ Chính trị, vì ông Nghĩa đang nắm ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị trước đó đến nay, đó là Trưởng ban Tuyên giáo. Nếu hai người này được thăng chức ngay trong nhiệm kỳ này thì liên minh sẽ rất mạnh, vì trong liên minh có đến hai Ủy viên Bộ Chính trị. Riêng trong nội bộ của Công an thì hiện nay Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đang đứng về phía Trần Quốc Tỏ. Ngành Công an ngoài ngành Tòa án và ngành Tuyên giáo liên kết và tiến hành một liên kết rất có triển vọng, nó như kiềng ba chân vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình. Vào ngày 25 tháng 5, nhóm Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã có buổi họp chung lấy danh nghĩa là xử lý vụ án Trịnh Xuân Thanh. Đây chỉ là cái cớ. Vụ Trịnh Xuân Thanh đã kết thúc, án trong Trịnh Xuân Thanh đã được tuyên, không có lý do gì ngồi lại bàn về vụ Trịnh Xuân Thanh cả. Đó chỉ là mượn cái cớ mà thôi. Nếu bộ ba này liên kết thì không biết lực lượng nào có thể chịu nổi. Tuyên giáo lấy mặt trận báo chí, tòa án cầm cán cân công lý bẻ cong, cong theo hướng có lợi cho nhóm. Còn công an đã nắm những nguồn tin điều tra tuyệt mật. Nhóm liên minh này mới nhìn tưởng là những nhân vật không lớn lắm. Tuy nhiên nếu xét kỹ, các ban ngành này phối hợp với nhau thì là cả một rừng sức mạnh. Kẻ mạnh nhất trên chính trường là kẻ có quyền lực lớn nhất. Điều đó có thể đúng và cũng có thể sai. Ví dụ như thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư. Về quyền lực thì ông Nông Đức Mạnh lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên về thực lực thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là kẻ lấn lướt hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngoài những quyền lực lớn, kẻ nắm thông tin mật nhiều nhất thì đấy mới là kẻ thực sự mạnh, và mạnh trong bóng tối. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang nắm ban tuyên giáo Trung ương, ban này đứng trên bộ thông tin và truyền thông, nghĩa là hơn 800 tờ báo lớn nhỏ của chế độ đều nằm trong tay của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Đây là bước liên minh lợi hại của ông Trần Quốc Tỏ để chuẩn bị thay thế cho Tô Lâm. Trần Quốc Tỏ đã đi những bước đi rất vững chắc. Tuy nhiên chính trường là chính trường, đôi khi một sai lầm phải trả giá rất đắt. Trường hợp của ông Trần Đại Quang, anh ruột của ông Trần Quốc Tỏ, là một ví dụ rõ nhất. Không biết ông Trần Quốc Tỏ có rút ra được bài học gì hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm bắt trước cựu bộ trưởng đương kim tổ nhân Trương Minh Tuấn. Ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông, hiện đang thụ lý 14 năm tù vì tội nhận hối lộ và vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
ông Trương Minh Tuấn nổi tiếng là đã viết sách. Và điều ngạc nhiên, ông nổi tiếng không phải là viết sách hay, mà ông nổi tiếng là viết sách dạy đảng viên, nhưng chính ông lại làm gương xấu. Vào năm 2016, ông Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi là Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Tuy nhiên, cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn đã bị truy tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án này. Đây là hình ảnh ông Trương Minh Tuấn và tác phẩm của mình. Với những gì cơ quan điều tra vừa kết luận về người chủ biên cuốn sách, nhiều người nhìn nhận rằng đây là điều hết sức phản cảm và nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách cần phải được thu hồi. Tuy nhiên, kết quả thì không thu hồi mà vẫn để nó tồn tại cho đến nay. Đây là bằng chứng rõ ràng về quan chức của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ viết sách dạy người khác một đường, nhưng họ lại hành động một nẻo. Chiều ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với tổ chức hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an Nhân dân theo nghị quyết của Đại hội 13 Đảng Cộng sản, do ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. Thành phần tham dự rất hoành tráng, toàn tai to mặt lớn của ngành công an, ngành lý luận của Đảng và ngành xuất bản. Các tên tuổi có thể kể ra như ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cùng với nhiều nhân vật lớn khác trong Bộ Công an Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là hình ảnh họp và giới thiệu sách của ông Tô Lâm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đề nghị Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giao ban hành sách Đảng phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tổ chức bản thảo về đề xuất xuất bản phát hành cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an Nhân dân theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, do đích dân ông Tô Lâm chủ biên và kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia phụ giúp. Nội dung cuốn sách xoay quanh những nội dung nhàm chán mà người dân hay nghe trong các văn bản chính thức của nhà cầm quyền. Không biết ông Tô Lâm muốn sách nhàm chán đấy để làm gì? Có lẽ là để chạy theo danh hão mà nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hay muốn thể hiện ra ngoài. Họ muốn chứng tỏ rằng họ cũng có chữ, chứ không chỉ biết dùng võ để đè dân, dùng bạo lực để bắt người. Trương Minh Tuấn là con người ra sao thì không còn có gì thể che đậy được nữa. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nói lên tất cả. Trước tòa, ông Tuấn đã thú tội và thừa nhận việc làm sai trái bị xã hội lên án. Ông nói, tòa này có thể kết thúc nhưng tòa án lương tâm sẽ bám theo chúng tôi mãi mãi. Đó là điều đau khổ nhất mà tôi mang theo suốt cuộc đời. Đây là hình ảnh báo Công an Nhân dân trích giới thiệu sách của Tô Lâm. Khi bị tước hết quyền lực, bị tống vào tù, ông cựu bộ trưởng mới nói thật. Hiện nay, ông Tô Lâm bắt trước, y hệt như ông Trương Minh Tuấn trước đây, cũng viết sách dạy dỗ người khác. Nhưng rồi, con người ông Tô Lâm như thế nào thì chắc không cần nói, thì ai cũng có thể hiểu. Năm ngoái, ông ta đã sang London ăn thịt bò rát vàng hàng ngàn bảng giữa lúc người dân đang đói khổ chống đại dịch. Rồi trước đó nữa, ông ta đã trà đạp lên luật pháp quốc tế và luật pháp của Đức, bắt cóc người, trong khi ông là người đứng đầu cơ quan thi hành pháp luật của Việt Nam. Ông chẳng khác nào Trương Minh Tuấn cả.